Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh blog của Hải, kênh tin tức cộng đồng P-Network Việt Nam, chúc các bạn nhiều sức khỏe. Trong video này chúng ta cùng nhau nhìn lại chặng đường mà P-Network đã trải qua, như vậy là P-Core Team đã vừa thông báo là P-Network đã chính thức vượt mốc 29 triệu người đào tích cực trên toàn thế giới vào ngày 25 tháng 11 năm 2021. Và sau đây là hành trình của P-Network. Ngày 14 tháng 3 năm 2019, P-Network chính thức ra mắt, nâng cao khả năng tiếp cận của blockchain và xây dựng một nền kinh tế bao trùm. Ngày 30 tháng 4 năm 2019, P đạt 1.000 người tiên phong gắn bó. Ngày 23 tháng 5 năm 2019, P đạt 10.000 người tiên phong gắn bó. Ngày 30 tháng 10 năm 2019, P đạt 1 triệu người tiên phong gắn bó. Ngày 21 tháng 3 năm 2020, giai đoạn 2 bắt đầu mạng testnet và nốt đầu tiên tham gia vào mạng P. Ngày 1 tháng 5 năm 2020, các nốt P có thể tham gia vào mạng testnet, và P phát hành phiên bản đầu tiên của nền tảng P. Ngày 9 tháng 10 năm 2020, hội nghị Pi đầu tiên tập hợp, nhằm chia sẻ ý tưởng của họ với nhóm nồng cốt Pi. Ngày 8 tháng 12 năm 2020, Pi đạt 10 triệu người tiên phong gắn bó. Ngày 1 tháng 4 năm 2021, ví Pi Wallet và trình duyệt Pi Browser được ra mắt. Ngày 28 tháng 6 năm 2021, Pi ra mắt cổng nhà phát triển phần mềm mới, và các tài liệu hệ sinh thái khác. Từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2021, tổ chức sự kiện Hackathon. Ngày 24 tháng 9 năm 2021, P đạt 25 triệu người tiên phong gắn bó. Và mới đây là ngày 25 tháng 11 năm 2021, P đã vượt mốc 29 triệu người tiên phong gắn bó tích cực. Một chặng đường rất nhanh và tích cực với một đồng tiền điện tử mới như P, hy vọng trong tương lai P sẽ thành công. Video đến đây là kết thúc, các bạn nhớ nhấn nút đăng ký và quả chuông bên cạnh để cập nhật nhiều video về P Network tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.